Đưa mắt về phía xa xăm, các bạn có thấy trên đỉnh vinh quang của thế giới đang tồn tại thứ gì không? Phải, đó chính là nơi ngự trị của chim đại bàng vàng đen. Hello hello, xin chào các anh em đã quay trở lại với Bót Liên Quân. Ác hẳn các bạn cũng đã biết tối qua đã diễn ra một sự kiện gì rồi đấy nhỉ? Đúng rồi đấy, chính là thời điểm ngôi vương đổi chủ, nơi mà tân vương AIC mới ra đời. Tôi xin phép được xướng danh VGaming. Và để ăn mừng cho chiến thắng của VGaming, các anh chị em hãy để lại nơi đây một like, một lượt đăng ký kênh và hãy chia sẻ video này đến bạn bè của mình để cùng nhau ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên của những cánh chim vàng đen nhé. Xin được chúc mừng VGaming, chúc mừng cho chức vô địch thế giới đầu tiên và cũng là chiếc cúp đầu tiên về bộ môn Liên Quân Mobile mà cả tập thể VGaming có được. Hãy cùng cười lên, hét lên và ăn mừng thật lớn đi, vì những cánh chim vàng đen ấy đã có một hành trình thật sự kỳ diệu, đã không biết bao nhiêu lần về nhì, đã không biết để lại cho người hâm mộ muôn vàng tiếc nuối, luôn nỗ lực, cố gắng, nhưng ít được ai công nhận vì họ vẫn chưa có lấy cho mình một danh hiệu nào cả, chưa bao giờ được xem là hạt giống số 1 của nền Liên Quân Việt Nam khi bước chân ra đấu trường quốc tế. Để được đến bây giờ, họ mới có thể cầm trên tay thứ mà họ đã từng bỏ lỡ, một chiến thắng vô cùng thăng hoa và cảm xúc. Một sự đền đáp xứng đáng cho những gì mà tập thể của VGaming đã trải qua. Và không nên dài dòng lên thế nữa, hãy cùng tôi nhìn lại cuộc hành trình có mục đích đến tuyệt đẹp của VGaming nha. Let's go! Xuất thân từ Serie B. Là đội tuyển đi từ Serie B lên cấp bậc cao nhất của bộ môn Liên Quân Mobile, đó chính là đấu trường danh vọng. Nhưng VGaming không hề tỏ ra lép vế trước đội tuyển nào. Chỉ trong lần đầu tham dự sân chơi lớn nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam, nhưng VGaming đã đứng lên và khẳng định rằng mình chính là một chú ngựa ô mới của nền Liên Quân Việt Nam khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Và chỉ một năm sau đó, VGaming đã đạt được vị trí thứ 3 chung cuộc. Và cũng từ quãng thời gian đó trở đi, VGaming đã chính thức trở thành một ông lớn của nền Liên Quân Việt Nam. Lần đầu tham dự AIC 2021 và danh hiệu vua về nhì. VGaming có được tấm vé tham dự AIC 2021 lần đầu tiên cùng với hai anh cả của nền Liên Quân Việt Nam là Sài Gòn Phantom và Team Flash. Là một tân binh lần đầu tham dự sân chơi quốc tế, VGaming dĩ nhiên sẽ ít được nhiều người chú ý và đặt kỳ vọng. Hơn nữa, trong lần đầu tiên tham dự AIC của mình thì những cánh chim vàng đen ấy lại rơi vào một bảng được cho là bảng tử thần, với cửa đi tiếp của VGaming khá là khó khăn khi họ phải đối đầu với hàng loạt những đội tuyển lớn như Mad Team, Buriram United Esports và D-Tac Thailand. Chướng ngại là như thế với một đội hình không có ngôi sao hay một thần đồng nào cả. VGaming đã khẳng định được sức mạnh của mình không chỉ bằng việc vượt qua các chướng ngại ấy để tiến sâu vào các vòng trong, mà họ còn tạo nên được một kỳ tích chưa bao giờ xuất hiện tại đấu trường quốc tế. Chắc các bạn khán giả của Bót Liên Quân cũng có thể biết rồi nhỉ, đó chính là chuỗi 23 trận thắng hủy diệt liên tiếp của VGaming. Như một cánh chim đại bàng không biết mỏi, họ băng băng tiến vào trận chung kết AIC 2021 mà chưa hề thua một trận nào. Cuối cùng thì những bước chân kỳ tích của VGaming phải dừng chân tại AIC 2021 khi họ để thua đáng tiếc trước Buriram United Esports tại chung kết. Có lẽ từ lúc này VGaming được khán giả khoác lên danh hiệu vua về nhì. Trước khi tiến vào AIC 2021, VGaming cũng đã giành được ngôi á quân đấu trường danh vọng mùa đông 2021. Sau khi có được ngôi á quân AIC 2021 thì liên tiếp sau đó họ toàn về nhì tại các giải đấu. Hai lần để thua trước Sài Gòn Phantom và hai lần về nhì trong vòng tuyển chọn SEA Games và đấu trường danh vọng mùa xuân 2022. Do vậy, họ vẫn chưa có cho mình một danh hiệu nào cả. AIC 2022 món quà của sự cố gắng. Lần thứ hai tham gia đấu trường quốc tế, VGaming giờ đây đã có được nhiều người ủng hộ hơn và nhiều khán giả đặt niềm tin vào VGaming còn nhiều hơn cả hạt giống số 1 của Việt Nam là Sài Gòn Phantom. Và đây là năm thứ hai liên tiếp họ rơi vào bảng tử thần và cũng là nơi họ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng ai mới là tử thần của bảng đấu, khi VGaming đã xuất sắc giành hai chiến thắng hủy diệt trước hạt giống số 1 của Thái Lan là Bacotam và Map Team, hiên ngang bước vào tứ kết gặp Team Flash. Sau khi đánh bại người đồng hương của mình, VGaming xuất sắc đánh bại Bicotopia Esports và tiến vào bán kết nhánh thắng gặp One Team. Muốn thành công là phải thất bại, VGaming đã bị One Team đánh bại với tỷ số 4-1 và rơi vào nhánh thua gặp Bicotopia Esports. Lần này, Bicotopia Esports không còn là đội tuyển VGaming đánh bại dễ dàng như trước đó. Họ đã cùng ta tiến đến ván thi đấu thứ 7 quyết định. Nhưng nhờ vào sự cố gắng, sự quyết tâm và một tinh thần vững mạnh, họ đã vượt qua Bicotopia với tỷ số 4-3 sát nút và tiến vào chung kết gặp lại One Team. Trước khi trận chung kết diễn ra, tôi mong rằng VGaming họ sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch. Họ đã làm mọi thứ nhưng họ vẫn chưa có được một danh hiệu nào cho mình cả. Và đúng như kỳ vọng của tôi và tất cả khán giả, người hâm mộ ở Việt Nam,
VGaming đã rất xuất sắc khi không phải nói là out trình One Team với tỷ số 4-1. Hầu hết trong 5 trận đấu ấy, One Team không giành được một ưu thế nào về mình. Đáng tiếc cho VGaming khi ở trận đầu, họ chơi 24 phút nhưng lại bị vướng trong giao tranh cuối cùng nên đã bị One Team lật ngược thế trận và giành chiến thắng. Đó cũng chính là sai lầm lớn đầu tiên cũng như cuối cùng của VGaming. Sau đó là một chuỗi thắng 4 trận ngọt ngào không cho One Team một cơ hội nào. Và từ đây, ngôi vương AIC 2022 đã chính thức có chủ mới và đó chính là những chiến binh mang trong mình đôi cánh vàng đen của chúng ta. VGaming, FMVP của giải đấu chính là Marit. Chỉ sau 2 lần tham dự AIC, Marit đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng chính mình mới là người chơi đường giữa xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Chúc mừng Marit, chúc mừng tập thể VGaming. Mọi thành viên trong tập thể VGaming đều là FMVP trong lòng mọi người hâm mộ của Việt Nam. Kết thúc một hành trình vinh quang tiến đến chức vô địch đầu tiên cũng là chức vô địch thế giới sau 3 năm liền nền Liên quân Việt Nam phải nhận trái đắng khi 3 lần đều vào chung kết nhưng lại để thua tụt mất chiếc cúp vô địch. VGaming đã phá bỏ danh hiệu vua về nhì, khẳng định sức mạnh của chính mình trên đấu trường quốc tế. Chiếc cúp vô địch này cũng là mở đầu để hướng tiếp hành trình khác của tập thể VGaming. Chúc mừng VGaming một món quà xứng đáng cho một hành trình đầy cảm xúc của họ. Từ một đội tuyển đi lên từ Serie B không lâu, không mang trong mình một ngôi sao hay một thần đồng nào, đến bây giờ họ chính là đội tuyển mạnh nhất thế giới. Hành trình kỳ diệu ấy của Tân Vương AIC 2022 quả là mang lại chúng ta rất nhiều cảm xúc phải không nào? Thôi, tôi xin dừng video tại đây để chạy đi ăn mừng cùng với VGaming đây. Khán giả của Bóc Xương Quân ơi, đừng ngại thả cho mình một like, một đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh để không bỏ qua các video cực kỳ xịn sò con bò của tụi mình nha. Đi ăn mừng thôi nào!